Sáng ngày 7 tháng 8 tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận 100 tấn gạo và 110 tấn rau củ quả do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang trao tặng thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ, ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh An Giang nhấn mạnh, dù món quà không lớn nhưng đó là nghĩa tình của quê hương tỉnh An Giang đối với người dân thành phố Hồ Chí Minh trong lúc khó khăn. Ông Lê Hồng Quang mong thành phố Hồ Chí Minh sớm đẩy lùi và chiến thắng dịch COVID-19. Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện có rất nhiều địa phương ủng hộ thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có tỉnh An Giang. Đây là đợt thứ hai tỉnh An Giang hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh với 100 tấn gạo và 110 tấn rau củ quả. Với số gạo, rau củ quả lần này sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh phân bổ về cho 15 quận huyện. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Trung trân trọng tình cảm các địa phương đã dành cho thành phố Hồ Chí Minh trong lúc khó khăn này, trong đó có tỉnh An Giang. Ông Nguyễn Thành Trung cho biết, hiện nay thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận sự hỗ trợ từ các địa phương, doanh nghiệp, cá nhân gần 2.300 tỷ đồng cả tiền mặt và hàng hóa. Thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời phân bổ về các quận huyện, bệnh viện dã chiến, khu vực phong tỏa với nhiều phương thức khác nhau.